Tô Đại sẽ làm cỏ phe Nghệ Tĩnh để đánh sập vĩnh viễn quyền lực của Tổng Trọng. Ngày 7 tháng 6, sau hơn một tuần, nhà báo Huy Đức bị khám xét, tư gia và câu lưu. Bộ Công an mới chính thức thông báo đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhà báo này với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc chính thức công bố bắt nhà báo Huy Đức sẽ khởi đầu cho cuộc thanh trừng hay làm cỏ triệt để của ông Tô Lâm và Bộ Công an đối với phe Nghệ Tĩnh, một bệ đỡ cho quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong hơn 10 năm làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, có nhiều tín hiệu cho thấy cuộc thanh trừng đối với phe Nghệ Tĩnh đã được Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo cho Bộ Công an khởi động. Nồi cá gỗ kho với nhiều con cá mập của phe cánh này sắp tới sẽ được tống vào lò theo đúng tiêu chuẩn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ do chính Tổng Trọng đặt ra. Kể cả thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã đề nghị thanh tra các phát ngôn của Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì tại chùa Thiền Tôn Phật Quang, một người được cho là có huyết thống với ông Hồ Chí Minh. Theo báo Giác Ngộ, nếu ông Thích Trần Quang có vi phạm thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Những điều này liệu có liên quan gì đến thông tin từ giấy thạo tin cung đình khi cho rằng cặp Tô Lâm Phạm Minh Chính hiện đang làm chủ cuộc chơi, cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về họ? Mới đây, trong một bài bình luận về chính trị Việt Nam với tựa đề Không gian công cộng của Việt Nam đang bị thu hẹp của tác giả Brond đưa ra nhận xét như sau. Vào năm 2015, được coi là một bước ngoặt, đó là năm Nguyễn Phú Trọng đẩy lùi âm mưu của Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tân Dũng định thay thế ông làm Tổng Bí thư. Khi bị thua trong cuộc bỏ phiếu quyết liệt ở Hội nghị Trung ương, ngay trước đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông Dũng được phép nghỉ hưu. Từ đó, ông Trọng tự do thực hiện tầm nhìn của riêng mình về việc thanh lọc những quan chức không tuân thủ chặt chẽ học thuyết Marx Lenin và đạo đức xã hội chủ nghĩa. Vẫn theo nhà báo phân tích David Blount, có lẽ ngẫu nhiên, dạo gần đây Bộ Công an lại rất nổi tiếng. Tướng Tô Lâm, người đứng đầu bộ này từ năm 2016 và là Thứ trưởng thường trực dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trong 6 năm trước đó, đã được chọn làm tân Chủ tịch nước Việt Nam. Ông thay thế vị trí của một ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, được cho là do tướng Tô Lâm giản dựng. Tổng Trọng đã phạm một sai lầm rất lớn trong việc lợi dụng cái gọi là công cuộc đốt lò để thanh trừng các đối thủ chính trị và phe nhóm chống đối. Đồng thời, ông Trọng cũng gây bè, kết cánh để mà duy trì quyền lực cho mình. Với hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng đã được ưu ái quá lớn trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo, với số lượng ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị vượt trội so với các địa phương khác rất nhiều. Cụ thể, khóa 13 có tới 200 ủy viên Trung ương Đảng, thì Hà Tĩnh chiếm 12 ghế, Nghệ An chiếm 14, Bộ Chính trị có 18 thành viên thì Nghệ An Tĩnh có được 4 ghế, trong đó Nghệ An 3 và Hà Tĩnh 1. Nhưng ngược lại, khi họ vi phạm kỷ luật hay vi phạm pháp luật thì gần như được bỏ qua, không bị xử lý. Đáng lưu ý một sự hết sức bất thường của phe Hà Tĩnh, từ một vùng đất vốn mang tiếng là chó ăn đá, gà ăn sỏi. Vậy mà chỉ sau khi nhà máy Formosa của Trung Quốc núp bóng nhà đầu tư Đài Loan được đầu tư ở địa phương này, thế lực chính trị Hà Tĩnh lớn mạnh nhanh như thành gióng. Nhiều ý kiến khẳng định rằng phe cánh chính trị Hà Tĩnh đã hưởng lợi rất nhiều từ dự án này để có tiền mua ghế lãnh đạo cấp cao nhất. Trong bài viết Biến động nhân sự cấp cao ở Trung ương, tác giả Nông Văn Tiềm, một cây bút thạo tin cung đình, đã tiết lộ: nhưng từ khi các trận đấu đá tranh giành quyền lực diễn ra, phe Nghệ Tĩnh bị đánh cho tan nát. Hiện phe thắng cuộc đang tập trung tài liệu chứng cứ sai phạm để bứng Trần Hồng Hà ra khỏi cái ghế phó thủ tướng. Kinh hoàng hơn, nhiều hướng tấn công đang nhắm vào Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cả Hà và Tú đều là dân Hà Tĩnh. Vẫn theo tác giả Nông Văn Tiềm, phe thắng cuộc có một kế hoạch tảo thanh. Theo đó, Lê Minh Khái là đệ tử ruột của Vương Đình Huệ, có thể sắp bị cưa ghế phó thủ tướng. Cuộc chiến ở cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam từ từ đi vào hồi kết, nhà báo Bill Hayton nhận xét tiếp như sau. Một đặc điểm nổi bật của tình trạng hỗn loạn gần đây trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng, đó là những rạn nứt bên trong nội bộ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm sẽ làm cỏ phe Nghệ Tĩnh để đánh sập vĩnh viễn quyền lực của Tổng Trọng. 4 lý do vì sao đa số lãnh đạo cấp cao trở cờ ngả theo Tô Đại để chống lại Tổng Trọng.
cuộc chiến cung đình trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ thay đổi cục diện. Chủ tịch Tô Lâm bất ngờ chiếm thế thượng phong sau khi thành công trong việc đưa ông Lương Tam Quang, người chưa vào Bộ Chính trị nhưng vẫn được Quốc hội ủng hộ với số phiếu tuyệt đối để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đó ít lâu, theo giới quan sát cho rằng Tô Lâm bị tập thể Bộ Chính trị ép buộc phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, đồng thời Tổng Bí thư Trọng và phe cánh bằng mọi cách không để cho những nhân vật thân cận cựu Bộ trưởng Bộ Công an, với mục tiêu làm giảm quyền lực của ông Tô Lâm khi ngồi lên ghế Chủ tịch nước, một chiếc ghế có tiếng nhưng không có quyền. Tuy nhiên, với sự vận động âm thầm, bí mật và bền bỉ, cộng với sự tích lũy về thế và lực, sau 8 năm ngự trên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, và cuối cùng Tô Lâm đã thu được chiến quả như đã thấy. Sự thắng lợi của ông Tô Lâm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tựu chung có thể là: thứ nhất, sau gần 3 nhiệm kỳ ngồi trên ghế người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại không chỉ trong cuộc chiến chống tham nhũng mà kể cả công tác nhân sự. Việc chỉ hơn 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13 đã có trên 20 ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý kỷ luật và khởi tố hình sự, trong đó có 6 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị. Đặc biệt, 5 nhân vật cấp cao nhất gồm 3 tứ trụ và thường trực Ban Bí thư cũng phải khăn gói ra đi cùng với một lý do liên quan đến tham nhũng. Thứ hai là ông Nguyễn Phú Trọng, trong 13 năm trên cương vị Tổng Bí thư đã tỏ ra là một người có tham vọng quyền lực quá lớn. Theo quy định của điều lệ Đảng thì đồng chí Tổng Bí thư không được phép ngồi quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Nhưng ông Trọng vẫn đặt ra các biệt lệ, tự cho mình được hưởng quyền đặc biệt để tiếp tục duy trì quyền lực một cách vô tổ chức và tùy tiện. Vậy mà có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng có ý định tạo ra tình thế để ngồi lại nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ tư. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lợi dụng cái gọi là công cuộc đốt lò để thanh trừng các đối thủ chính trị và phe nhóm chống đối. Đồng thời, ông Trọng cũng gây bè, kết cánh để duy trì quyền lực với phương châm Tổng Bí thư phải là người Bắc có lý luận, đã gây ra sự chia rẽ vùng miền sâu sắc. Điển hình là phe Nghệ An và phe Hà Tĩnh bệ đỡ và là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho ông Trọng đã được ưu ái quá lớn trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo, với số lượng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị nhiều đến mức đáng nghi ngờ. Nhưng ngược lại, khi họ vi phạm kỷ luật hay vi phạm pháp luật thì gần như được bỏ qua, không bị xử lý. Tiếp theo, thứ tư là một phần sai lầm lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt niềm tin vào lực lượng của Bộ Công an, biến đội quân của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016 từ lực lượng thanh kiếm và lá chắn trở thành lực lượng chỉ biết còn đảng, còn mình. Để chống tham nhũng, Tổng Bí thư đã phải dựa hẳn vào Bộ Công an, ngày càng lệ thuộc vào lực lượng này. Nhưng ngược lại thì sao nhãng sự quan tâm đối với quân đội? Điều đó đã giúp cho chi trong vòng 8 năm qua, Bộ Công an đã có sức mạnh được nhân lên gấp bội. Với sự chống lưng từ Bắc Kinh kể từ sau Đại hội lần thứ 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo cho mình một quyền lực tuyệt đối, tới mức cho ai chết thì phải chết, không được phép bị thương. Nhưng lãnh đạo cấp cao trong đảng, đặc biệt là giới chức tướng lĩnh quân đội và ngoài mặt thì tỏ ra phục tùng, nhưng sau lưng họ hoàn toàn không hài lòng với nhân cách và đạo đức của Tổng Bí thư. Và họ chờ đợi từ lâu sự nổi loạn của Bộ Công an dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Tô Lâm. Nhưng ông Trọng đã phạm một sai lầm chết người tiếp, đó là Bộ trưởng Bộ Công an là một kẻ đa mưu túc kế. Ông Tô Lâm đã khôn khéo chuẩn bị thế và lực, đặc biệt là lực lượng nhân sự để tiếm quyền Tổng Bí thư trong một kế hoạch cuộc đảo chính không tiếng súng, và đã thành công như đã thấy. Sự hân hoan của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang và hầu hết các giới chức lãnh đạo cấp cao khác trong buổi lễ nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an của Thượng tướng Lương Tam Quang đã cho Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì thể hiện rõ nhận định vừa kể trên. Đây là hệ quả của tình trạng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một thời gian rất dài bị đàn em du ngủ, đã mộng du và tưởng rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đó cho thấy chân lý không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Đến hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải trả giá cho những lỗi lầm kể trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin 4 lý do vì sao đa số lãnh đạo cấp cao trở cờ ngả theo Tô Lâm chống lại Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.